Tây Nguyên một thời để nhớ. Hồi ký, tác giả Nguyễn Văn Sau, giọng đọc Hải Yến, số 1. Chút hoài niệm một thời để nhớ, giữa chiến trường khói súng đạn bom, bao khó khăn hiểm nguy gian khổ, năm tháng trôi đi ký ức vẫn còn. Là người lính từng đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bao khó khăn gian khổ, hiểm nguy, đau thương, mất mát, tôi cũng như bao đồng đội cùng thế hệ chắc hẳn chẳng bao giờ phai nhòa trong ký ức những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên. Đói cơm, thiếu muối, muỗi nhiều vắt lắm, những cơn sốt rét rừng liên miên không làm chúng ta nhụt chí. Những địa danh Võ Định, Diên Bình, Đắc Tô, Tân Cảnh, Plei Cần, Non Nước, Bãi Ủi, những điểm cao 601, 609, 518 cho tới Đắc Rơ Cót, Chư Dệt, Đắc Pét, rồi trận đánh mở màn Buôn Ma Thuột và cuộc tổng công kích Sài Gòn, những ký ức ấy làm sao quên được. Xuất phát từ những ký ức đó và dựa vào cuốn nhật ký của tôi hồi ở chiến trường, tôi biên tập thành cuốn hồi ký. Không phải là một nhà chính trị, càng không phải một nhà quân sự, mà cũng chẳng phải là một nhà văn. Tôi chỉ là một người lính bình thường, rất đỗi bình thường, như bao anh lính khác đã trải qua trận mạc, trực tiếp cầm khẩu AK xông pha lửa đạn, đối đầu với kẻ thù từ chiến trường Kon Tum đến trận đánh mở màn Buôn Ma Thuột và cuộc tổng công kích Sài Gòn. Không mục đích chính trị, không mục đích giáo huấn, tuyên truyền hay mục đích văn chương, tôi chỉ ghi lại những gì rất đúng, rất thật. Có sao nói vậy, để mọi người đương thời cùng nhau cảm nhận, chia sẻ. Đồng thời cũng là để cho thế hệ con cháu sau này có một chút cẩm nang về cuộc đời ông cha của nó, rằng ngày xưa họ đã sống và chiến đấu như vậy. Thời gian trôi đi không bao giờ quay lại, tờ lịch xé rồi mấy ai giữ lại làm chi. Những nhân chứng chiến tranh rồi cũng sẽ già đi và mất. Bức ảnh năm xưa cũng theo năm tháng mà phai màu thuốc. Cuộn phim lưu giữ trong kho cũng có ngày ẩm mốc. Trang giấy và chữ viết cũng nhạt phai theo tháng năm. Dâu bể biến vi tang điền. Xã hội thay đổi, lòng người thay đổi, con người không thể sống bằng quá khứ. Biết là vậy, nhưng không thể vì thế mà để bụi thời gian bám dày, đóng két. Thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra sau chiến tranh, các em không biết chiến tranh là gì, các em chỉ biết chiến tranh qua những trang sách trong các nhà trường, trong truyện của các nhà văn, qua những đoạn phim tư liệu hay những bộ phim được dàn dựng công phu, hoặc qua những câu chuyện kể. Dẫu biết rằng viết về chiến tranh có biết bao nhà văn đã viết về nó hay hơn, xúc tích hơn, truyền cảm hơn, thu hút hơn, song tôi vẫn cứ viết, dù tôi chỉ là người lính. Tôi viết bằng cả trái tim và tấm lòng của người trong cuộc. Chiến tranh càng lùi sâu vào quá khứ bao nhiêu thì độ mờ thời gian càng thêm đậm đặc. Con người nhìn về cuộc chiến năm xưa rồi sẽ thưa dần, ít dần. Sự cảm nhận về cuộc chiến năm xưa sẽ chỉ là thoảng qua trong ký ức. Hy vọng rằng với tập hồi ký nhỏ này, bạn đọc nói chung và con cháu chúng ta nói riêng sẽ cảm nhận phần nào những khó khăn, gian khổ, đau thương, mất mát, cho dù cuộc kháng chiến ấy đã lùi về quá khứ, của thế hệ thanh niên Việt Nam chúng tôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và đọng trong tâm khảm họ một niềm tin, một lòng cảm phục và tự hào về thế hệ chúng tôi. Tây Nguyên một thời để nhớ. Hồi ký của người lính mặt trận Tây Nguyên. Chương 1. Gác bút lên đường. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc được 2 tháng thì tôi cất tiếng khóc chào đời. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi lớn lên khi miền Bắc bắt đầu hòa bình và bắt tay vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước. Phong trào tổ đổi công, một hình thức chưa phải là một hợp tác xã mà chỉ là một tổ sản xuất ở làng quê, rồi hợp tác xã nông nghiệp rầm rộ sôi nổi, đã đi vào ký ức tuổi thơ của một cậu học sinh cấp 1. Quê tôi, một vùng quê của đồng bằng châu thổ sông Hồng thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, giáp ranh với Gia Lâm, Hà Nội, cũng mang hơi thở của cuộc sống đó. Hồi ấy, vào những năm 1960, 1961, cứ sau mỗi buổi chiều tan học, thầy và trò lại chống rong cởi mở, diễu hành qua các thôn xóm, hô vang khẩu hiệu vận động nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp. Cầm vàng còn sợ vàng rơi, vào hợp tác xã đời đời ấm no. Qua sông có bến có đò, vào hợp tác xã không lo đói nghèo. Lúc đó, vào hợp tác xã hay không vào hợp tác xã là cả một vấn đề trọng đại của người nông dân. Đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc giai đoạn 1953-1956 là một bài học đắt giá về ruộng đất. Chính vì vậy, đối với người nông dân, mỗi một tấc đất là một tấc vàng, không dễ gì người ta đã nghe ngay. Mảnh đất, miếng cơm, manh áo là nguồn sống, là điều thiêng liêng đối với họ. Nhưng niềm tin đến sau việc làm, trước những sửa sai và chính sách đúng đắn, hợp lòng dân lúc đó, Đảng và Bác Hồ đã lấy lại được lòng tin của nhân dân. Và thế là phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, ruộng đất chung, trâu bò chung, công cụ lao động chung, cùng làm cùng hưởng thành công. Mọi người hăng hái tham gia lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no và kiến thiết xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Thế rồi cuộc sống thanh bình chỉ được ít năm thì chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ leo thang ra miền Bắc, hòng ngăn chặn sự chi viện sức người sức của miền Bắc đối với cách mạng miền Nam. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ và bắt đầu cho máy bay bắn phá miền Bắc, bắt miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, như lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Johnson. Cuộc sống thời bình lập tức chuyển sang thời chiến. Tiếng bom rền đọng vào trong trí óc tuổi thơ của chúng tôi. Tuổi thiếu niên cắp sách tới trường với chiếc mũ rơm trên đầu tránh đạn. Con đường mòn quen thuộc, hàng ngày dâm gian ríu rít tiếng nói tiếng cười, nay lại pha thêm một âm thanh mới, một âm thanh không cầu mà đến. Tiếng máy bay Mỹ gầm rít trên trời và tiếng bom nổ inh tai lộng óc. Người lớn ra đồng với chiếc mũ rơm trên đầu, một vai vác cày, một vai không quên mang theo khẩu súng trường. Trẻ em đi học với chiếc mũ rơm trên đầu và vai đeo cặp sách. Mũ rơm là loại mũ được tết bằng những con rơm dài to bằng cổ tay đứa trẻ, sau đó được cuốn lại và ghim thành hình chiếc mũ để đội trên đầu tránh mảnh đạn. Có người còn tỉ mỉ chuốt từng sợi rơm vàng óng, sau đó mới kết thành sợi, chỉ bé bằng ngón tay, rồi mới tết thành mũ, nên trông chiếc mũ vừa xinh xắn, vừa vàng óng lại mịn màng. Hệ thống giao thông hào ngang dọc bao bọc quanh trường, liên hoàn từ phòng học nọ sang phòng học kia, theo kiểu xương cá, sau đó được thông ra bên ngoài với hệ thống hầm cá nhân kiểu hàm ếch có, kiểu chữ A có. Mỗi khi nghe tiếng kèn báo động, học sinh để nguyên sách vở, tất cả tụt xuống hào, lan tỏa ra hệ thống hầm hào xung quanh trường ẩn nấp. Mũ rơm đội đầu, tai dõi theo tiếng động, mắt chăm chăm hướng ra ngoài để ngóng tình hình. Nghe tiếng kèn báo yên, học sinh lại lũ lượt chui theo đường cũ về vị trí của mình và tiếp tục giờ học. Những ký ức ấy làm sao quên được. Khi tôi bước vào học cấp 3 năm 1968 thì đế quốc Mỹ càng đánh phá ác liệt những vùng lân cận Hà Nội, những trận địa tên lửa, những trận địa pháo phòng không, những bến phà, những cầu lớn bắc qua sông đều là mục tiêu số một để chúng oanh tạc triệt phá. Quê tôi ở giáp với Gia Lâm, Hà Nội, tuy không bị bom Mỹ tàn phá, nhưng chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến máy bay đánh phá sân bay Gia Lâm và cầu Long Biên, đặc biệt là cầu Long Biên, vì thời điểm đó duy nhất chỉ có một cây cầu bắc qua sông Hồng. Khi máy bay xả xuống cắt bom thì y như rằng đều bay trên đầu chúng tôi. Có một lần, kho xăng dầu Đức Giang ở Gia Lâm bị bom Mỹ đánh trúng, lửa cháy ngùn ngụt 3-4 ngày liền, khói bay lan rộng tới tận quê tôi. Rồi một lần, một chiếc F-4H của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn cháy ngay trên bầu trời quê tôi và rơi cách quê tôi 2 km, gần khu vực chợ Dâu. Hôm đó, tình cờ ngồi trong hầm, mắt ngó lên trời, bắt gặp chiếc máy bay cháy đó. Tôi reo lên, máy bay Mỹ cháy rồi. Không chỉ tôi reo mà nhiều người trong xóm cũng cùng reo lên, sướng quá. Cả một khối lửa đỏ rực ôm trùm chiếc máy bay, nó rơi lảo đảo, liệng trái, liệng phải, chòng chành y như một chiếc lá, nghiêng bên nọ, liệng bên kia, từ từ rồi đâm phầm xuống đất. Một tiếng nổ và một cột khói bốc lên ngùn ngụt. Lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy máy bay cháy mà lại cháy ngay trên đầu mình, rất thấp, sướng quá. Ngay hôm sau, tôi và một thằng bạn thân rủ nhau lên xem chỗ máy bay rơi. Nhưng gần đến nơi thì mấy chú huyện đội và dân quân canh gác không cho vào vì còn chờ công binh đến để tháo gỡ những quả bom chưa nổ. Đợi 2 ngày tiếp sau đó, chúng tôi lại rủ nhau lên xem. Chiếc máy bay vẫn còn đó, 2 thân vỡ vụn cháy đen xì, dính đầy bùn đất, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, mảnh to, mảnh nhỏ, mảnh gần, mảnh xa. Chúng tôi nhìn mà thấy sướng còn mắt. Những quả bom chưa nổ đã được các chú công binh tháo kíp nằm rải rác gần đó. Mộ 2 tên phi công được chôn cất ngay gần đấy. Nghe nói một tên cháy gần như thành than, còn tên kia thì hình hài nguyên vẹn. Một vài người đang mò mẫm những mảnh đưa ra vụn. Tháng 8 năm 1971, trước khi chúng tôi lên đường nhập ngũ, toàn bộ vùng đồng bằng Bắc Bộ xảy ra một trận lũ lịch sử chưa từng có trong suốt 250 năm. Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn và Cục Đê điều Việt Nam lúc đó, mưa lớn kéo dài suốt 12 ngày trên khắp miền Bắc. Mực nước trên các sông Lô, sông Thao, sông Hồng luôn ở cấp báo động số 3. Riêng khu vực thủ đô Hà Nội, trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, đê sông Hồng luôn luôn ở mức báo động số 3 suốt 8 ngày liền. Thế rồi cái gì đến tất phải xảy đến. Đầu tiên là vỡ đê ở Lâm Thao, tỉnh Vĩnh Phú, nay thuộc Phú Thọ. Sau đó là vỡ đê Khê Thượng thuộc Ba Vì, Hà Tây, rồi đê Lai Vô ở Hải Dương. Trên hệ thống sông Đuống, vỡ lớn nhất là đê Cống Thôn thuộc Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Đoạn vỡ dài mấy chục mét, và đê Kênh Vàng thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc, nay là huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Huyện Thuận Thành quê tôi cách Kênh Vàng hơn 30 km mà nước cũng ngập hết cả cánh đồng. Xã nào thôn nào trũng, nước dâng cao xấp xỉ mái nhà, nơi nào cao hơn thì nước vào tới sân. Nguyệt Đức, xã tôi, địa thế khá cao nên nước mới chỉ ngập cánh đồng. Trong trận lụt lịch sử này, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh là nặng nề nhất. Ký ức ấy sao mà quên được. Chưa lúc nào khí thế chống Mỹ lại sôi nổi mạnh mẽ như lúc này. Đâu đâu cũng ngập tràn những băng rôn khẩu hiệu quyết tâm chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người. Những khẩu hiệu viết bằng vôi trắng trên bức tường bao quanh sân kho hợp tác xã, những tấm băng rôn đỏ chữ vàng căng trước cổng ủy ban, những dòng chữ thể hiện quyết tâm của miền Bắc kẻ khắp các ngã ba ngã tư trên các trục đường giao thông. Phong trào ba sẵn sàng, ba đảm đang, chắc tay búa, vững tay cày, rầm rộ khắp miền Bắc. Trong đời sống tinh thần thì phong trào tiếng hát át tiếng bom sôi nổi trong các cơ quan trường học. Hồi ấy, năm 1966, xã tôi được vinh dự đón trường Đại học Mỏ Địa Chất, một trường được hình thành từ khoa mỏ của trường Đại học Bách Khoa, tách ra về sơ tán, học tập và công tác, nên đời sống tinh thần ở một vùng nông thôn như quê tôi ngày một vui hơn, trẻ trung hơn, sôi động hơn. Cán bộ giảng dạy sống trong nhà dân, sinh viên cũng sống trong nhà dân. Tất cả gắn bó, đằm thắm như người trong một nhà. Quê tôi như có một luồng gió mới, vừa mát vừa trong lành, thổi vào khiến cho cuộc sống vui nhộn hẳn lên. Những đêm văn nghệ thời chiến với ánh đèn măng sông, mỗi khi có tiếng kèn báo động lại vội vội vàng vàng hạ xuống để tắt. Màn đêm lại bao trùm toàn bộ sân bãi. Nghe tiếng kèn báo yên, người phụ trách ánh sáng lại vội vàng châm lửa. Lửa cháy đỏ lòm, một lúc sau đó mảng măng sông mới chuyển dần sang ánh sáng trắng. Văn nghệ thổi vào lòng người tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương. Ngoài văn nghệ, những tác phẩm văn học, những bài văn, bài thơ, những vở kịch ca ngợi cách mạng, những bộ phim ca ngợi phẩm chất khí tiết của con người Việt Nam càng gieo vào lòng học sinh chúng tôi những ý thức cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những tác phẩm văn học Sống Như Anh, Từ Tuyến Đầu Tổ Quốc, Bất Khuất, Hòn Đất, Chị Tư Hậu, hay những tác phẩm văn học nước ngoài Thép Đá Tôi Thế Đấy, Chiến Tranh và Hòa Bình, những bộ phim Nổi Gió, Bài Ca Ra Trận, Đường Về Quê Mẹ, Lửa Trung Tuyến, rồi biết bao nhân vật trong phim, trong truyện, trong kịch như chị Sứ Hòn Đất, chị Vân Nổi Gió, Pavel Thép Đá Tôi Thế Đấy, đã thổi vào hồn học sinh chúng tôi ngọn lửa yêu nước, ngọn lửa căm thù, tình yêu cách mạng. Những tập thơ tố hữu Từ Ấy, Việt Bắc, Gió Lộng, Ra Trận, Việt Nam Máu và Hoa, Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chủ tịch, bài thơ Quê Hương của Giang Nam, bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao đã gieo vào lòng tình yêu tổ quốc, tình yêu quê hương, đất nước, con người. Sẵn mang trong người những tình cảm ấy, tháng 12 năm 1971, sau khi tốt nghiệp lớp 10 trường phổ thông cấp 3 Thuận Thành, Hà Bắc, tôi và bao bạn bè cùng trang lứa, trong đó có cả những sinh viên năm thứ ba, thứ tư của trường Đại học Mỏ Địa Chất, gác bút lên đường gửi lại quê hương những ước mơ còn dang dở. Ngày 29 tháng 12 năm 1971 là một dấu ấn đầu tiên trong cuộc đời tôi, ngày đi bộ đội. Hồi ấy, chúng tôi đều ở độ tuổi 17-18, còn trẻ măng. Có cậu, do có nước da trắng hơn mọi người nên trông càng trẻ. Cứ như một cậu thiếu niên mới lớn, mặt còn búng ra sữa. Ngày nhập ngũ là một ngày thiêng liêng lắm. Chính quyền địa phương, bố mẹ, anh chị, bà con, họ hàng, bạn bè, người yêu tập trung đông đủ ở sân ủy ban xã để tiễn tân binh lên đường. Do hoàn cảnh chiến tranh, đất nước chia cắt, ai cũng nghĩ ngày đi thì có, ngày về thì không, biết bao giờ có ngày đoàn tụ. Vì vậy, ngày tiễn tân binh lên đường, ai ai cũng ngân ngấn lệ. Mẹ khóc con, chị khóc em, bạn gái khóc, người yêu khóc. Cả sân ủy ban đông là thế mà đầy dẫy những tiếng khóc sụt sùi và những tiếng dặn dò lưu luyến. Có người còn bám theo ô tô một đoạn dài mới chịu buông tay. Một vài kỷ vật trao vội cho người ra đi. Cha trao cho con chiếc đồng hồ Pôn Rốt, bản thân trao cho nhau một cuốn sổ cùng cây bút Trường Sơn. Người yêu trao cho chàng trai một chiếc khăn mùi xoa, trên đó có thêu hai trái tim và hai con chim bồ câu có lồng hai chữ cái kèm theo một câu thơ: ra đi giữ trọn lời thề, nước nhà thống nhất anh về cùng em. Để chúng tôi luôn nhớ về hậu phương, nhớ về người thân, nhớ những kỷ niệm của quê hương. Cùng trong một bối cảnh mà có hai trạng thái trái ngược khác nhau. Những người ở lại thì nét mặt buồn rười rượi, thẫn thờ, ôm mặt khóc thầm. Những khăn mặt bông thấm sao được hết nước mắt. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, ai mà biết được bao giờ đất nước mới thống nhất để có ngày trở về. Ngược lại, cánh tân binh chúng tôi lên đường thì mặt mũi tỉnh bơ, cười nói hồn nhiên, vô tư như chưa hề có cuộc chia tay. Tuổi trẻ thời chống Mỹ của chúng tôi lên đường cầm súng là như thế đó. Chương 2. Thao trường nắng lửa. Để thay đổi cục diện chiến trường, từ những năm 1970, 1971 trở đi, các khóa tuyển quân được tăng dần lên. Mỗi năm có từ 2 đến 3 đợt tuyển. Tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang ngày nay luôn luôn có một trung đoàn độc lập chuyên huấn luyện để bổ sung quân số cho chiến trường miền Nam. Đó là Trung đoàn Bộ binh 568. Có một nhạc sĩ đã sáng tác bài hát ca ngợi trung đoàn mà trong quá trình huấn luyện chúng tôi hát đi hát lại đến thuộc lòng. Đoàn ta chân đồng vai sắt, con của núi sông, đoàn 568 quyết phất cao cờ Bác oai hùng. Tuổi 18 Nguyễn Như Hoạt quyết thắng, rừng Tây Nguyên đang hô vang sung phong, xiết vòng vây Chu Lai oai hùng. Ngàn giặc thua tiểu đội Nguyễn Chí Hiếu, từ lầu Năm Góc mắc dôn xâm lược, choáng váng điên đầu. Lửa thành đô nơi nơi, sóng Cửu Long dâng lên, thề diệt lũ tay sai, giải phóng nơi đô thành bấy lâu mong chờ. Nguyên năm 1971, tỉnh Hà Bắc chỉ tính riêng huyện Thuận Thành đã có 3 đợt tuyển quân. Đó là các đợt tháng 5, tháng 8 và tháng 12 năm 1971. Chúng tôi đi là đợt cuối của năm 71, thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 484, trung đoàn 568. Sáng 29 tháng 12, chúng tôi lên huyện đội Thuận Thành tập trung. Cánh tân binh chúng tôi nghe đọc biên chế vào các binh chủng. Trừ một số được biên chế vào binh chủng đặc công, trinh sát, lái xe, còn đại đa số được biên chế về các đại đội bộ binh. Sau khi biên chế xong, đồng chí chính trị viên huyện đội Hải Bằng phát biểu dương thế hệ trẻ Thuận Thành lên đường nhập ngũ với một khí thế mạnh mẽ và đầy phấn khởi. Ngay buổi chiều hôm ấy, chúng tôi hành quân bộ về đóng quân ở thôn Yên Nho, xã Gia Đông cùng huyện để chờ bổ sung thêm quân số. Ở đây vừa tròn 1 tháng thì cả đơn vị hành quân lên thị trấn Mai Siêu thuộc huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc. Từ Thuận Thành, chúng tôi hành quân bộ mất 4 ngày mới lên đến nơi. Lúc đầu do chưa có chỗ ở, chúng tôi đóng quân tạm trong nhà dân. Đó là xóm Đồng Sung, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc. Sau đó chúng tôi tự làm nhà, tự xây dựng doanh trại để huấn luyện. Từ cán bộ đại đội như anh Hùng đại đội trưởng, anh Kiểu chính trị viên trưởng, tới cán bộ trung đội, anh Bá, anh Phụng B1, anh Bộ, anh Họa B2, anh Êm, anh Hùng B3, anh Nhang, anh Hiền B4, cho tới chiến sĩ, ai nấy cần mẫn làm việc để sớm hoàn thành doanh trại của mình. Nói là doanh trại huấn luyện, chứ thực sự thời đấy đơn sơ lắm, không có quy mô khang trang hiện đại như các doanh trại bây giờ. Nhà chỉ là nhà tranh, vách đất hoặc tường đất. Thao trường là địa hình tự nhiên của đồi núi. Nhà ở của cán bộ tiểu đoàn, cán bộ đại đội cho tới chiến sĩ chẳng khác nhau điều gì. Tất cả đều đơn sơ mộc mạc, mang đậm chất dân dã. Nếp sống ngăn nắp của bộ đội thì ai đã từng qua lính đều biết cả. Từ cách phơi chiếc khăn mặt, cách để đôi giày cho tới gấp chăn màn ba lô, vân vân, đã trở thành nếp sống chuẩn cho mọi ngành, mọi người học tập. Ở xã Bình Sơn này, Hồi ấy có nhiều con tắc kè lắm. Tắc kè giấu mình trên những cây cao trong rừng, tắc kè ẩn mình trong những bụi cây trong xóm hay những cây cao ở đầu hồi nhà. Cứ tầm độ 4 hoặc 5 giờ chiều, chúng tôi tan buổi tập về, tiếng của nó lại dõng dạc cất lên. Tặc tặc, tắc kè, tắc kè. Hoặc đêm đêm một vài con nào đó lạc lõng kêu lên giữa đêm khuya, khiến chúng tôi xốn sang trong lòng. Chúng tôi thường đùa vui mình đang sống giữa thủ đô tắc kè. Ngoài đội hình, đội ngũ để rèn nề nếp tác phong cho bộ đội, thì môn xạ kích là môn đầu tiên người lính phải tiếp thu thật tốt để vận dụng thực tiễn trong chiến trường. Bắn có trúng mục tiêu hay không là vấn đề quan trọng nhất. Bài bắn số 1 là bắn mục tiêu cố định bia 4A. Những câu nói quen thuộc: đầu ruồi đội đít điểm đen, mục tiêu bia 4A, cự ly 100 m, đạn 3 viên, thời gian không hạn chế, bắn, đã đi vào ký ức của mỗi người lính. Cứ thế, ngày này sang ngày khác, tập đi tập lại không biết bao nhiêu ngày, luyện cho thành thục thì mới cho chuyển sang bắn đạn thật. Thao trường có đổ mồ hôi, chiến trường mới bớt đổ rơi máu đào. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.